Chào mừng anh em đã đến với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, thật trùng hợp khi mà những nhân vật được dịch chuyển sang thế giới khác, phần lớn trong số họ đều là những kẻ vô cùng bình thường và đôi khi là yếu ớt so với mặt bằng chung. Nhưng bạn biết đấy, thông qua sức mạnh cheat khuyến mãi kèm theo quá trình Isekai dẫn đến ngoại hình tuy vậy, nhưng sức mạnh lại không hề bình thường hay yếu ớt như vẻ bề ngoài. Hôm nay hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với top 10 anime Isekai mới có men nhìn yếu ớt nhưng lại mạnh đến khủng khiếp nhé. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Naokin, thể loại hài hước fantasy. Nổi bật so với những người khác trong phần lớn cuộc đời nhờ tính cách đặc biệt của mình, Misato Kurihara đã sống mà không có niềm vui, không có bạn thân cũng như là những trải nghiệm có một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sau khi một cái chết bất ngờ, cô ấy được chuyển đến một cõi thần linh để được tái sinh và ban cho một điều ước. Nghĩ về cuộc sống bình thường mà cô ấy luôn mong muốn, cô ước được sinh ra như một người bình thường với những khả năng trung bình cho thế giới mà cô sẽ hồi sinh. Trở lại với thế giới mới là Adele Von Astram, con gái của một quý tộc. Cô sở hữu sức mạnh ma thuật hoàn toàn vượt quá mức trung bình. Vẫn mong muốn thực hiện cuộc sống mà cô ấy muốn, cô rời khỏi nhà và đăng ký vào một trường săn bắn ở một vườn quốc xa xôi, sử dụng mai như một bí danh. Tuy nhiên, cô cố gắng hết sức để che giấu đi tiềm năng áp đảo của bản thân mình. Đạt được mục tiêu của mình sẽ khó khăn, nhất là khi phải đối mặt với những tình huống điên rồ xảy ra. Số 9. Isekai Maotu Shokan Shoujo no Dorei Majutsu, thể loại hài hước ecchi fantasy harem phép thuật. Khi nói đến MMORPG giả tưởng Cross River, không ai có thể sánh được với sức mạnh của quỷ vương Diablo. Sở hữu những vật phẩm hiếm nhất của trò chơi và một cấp độ vô song, anh ta áp đảo tất cả những kẻ ngu ngốc dám đối đầu với anh ta. Nhưng bất chấp danh tiếng lừng lẫy trong game của mình, danh tính thực sự của Diablo là Takuma Sakamoto, một game thủ khép kín không có bất kỳ kỹ năng xã hội nào. Đem lại những kẻ thách thức mình trong vô vọng từng ngày, Takuma không quan tâm đến điều gì khác ngoài cuộc sống ảo của anh ta. Đó là cho đến khi một phép thuật triệu hồi đột nhiên đưa anh đến một thế giới khác, nơi mà anh ta xuất hiện dưới hiện thân của quỷ vương Diablo. Thế giới mới này giống như trong trò chơi yêu thích của mình, Takuma được chào đón bởi hai cô gái đã triệu hồi mình, Ram Galil, một nhà thám hiểm người Panther nhỏ nhắn, và Sheryl Greenwood, một triệu hồi sư người F cực kỳ nóng bỏng. Họ thực hiện nghi thức nô lệ để khuất phục và điều khiển thú triệu hồi. Nhưng thay vào đó, cơ thần chú lại tác động ngược trở lại và khiến cho họ trở thành nô lệ của anh. Với tình hình đã trở nên khó xử hơn bao giờ hết, Takuma quyết định đồng hành cùng với những cô gái trong việc tìm cách hủy bỏ vòng cổ nô lệ cho họ, trong khi học cách thích nghi với sự tồn tại mới của mình với tư cách là quỷ vương. Số 8. Hachinante Sore wa Nai de Shou, thể loại hành động drama fantasy. Ichinomiya Shingo, một người đàn ông 25 tuổi đang làm công ăn lương tại một công ty. Sau khi nghĩ đến những công việc bận rộn phải hoàn thành của ngày mai và đi ngủ, tuy nhiên khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng mà anh chưa từng thấy trước đây và nhận ra bản thân đang ở trong cơ thể 6 tuổi, chiếm lấy cơ thể và cả tâm trí của anh. Anh sớm học được từ những ký ức của cậu bé rằng cậu ta được sinh ra là con út của một gia đình quý tộc nghèo khổ sống ở nước ngoài. Không có kỹ năng về hành chính, anh ta không thể làm được gì để quản lý vùng đất rộng lớn mà gia đình anh có. May mắn thay, anh được ban phước với một khả năng rất hiếm, khả năng về phép thuật. Thật không may, trong khi khả năng của anh ấy có thể mang lại sự thịnh vượng cho gia đình, thì trong tình huống của anh ấy, nó chỉ mang lại tai họa. Đây là câu chuyện về cậu bé có tên là Wendelin von Benno Baumeister, người sẽ mở ra con đường của riêng mình trong một thế giới đầy khắc nghiệt. Số 7. Yateno Yushano Nariagari, thể loại hành động phiêu drama fantasy. Từ anh hùng Hồng Y là một nhóm những người đàn ông bình thường từ Nhật Bản hiện đại được triệu tập đến vương quốc Meromax để trở thành vị cứu tinh của nó.
Meadow Max là một quốc gia bị tàn phá bởi làn sóng thảm họa đã nhiều lần tàn phá vùng đất và mang lại thảm họa cho người dân của mình trong nhiều thế kỷ. Bốn anh hùng lần lượt được ban cho một thanh kiếm, giáo, cung và khiên để tiêu diệt những con quái vật từ làn sóng này. Nafumi Iwatani, một otaku bị nguyền rủa với số phận là anh hùng khiên, chỉ được trang bị một tấm khiên. Nafumi bị các anh hùng và người dân của vương quốc coi thường và chế giễu vì khả năng tấn công yếu ớt và tính cách mờ nhạt. Khi các anh hùng được cung cấp tài nguyên và đồng đội để huấn luyện, Nafumi bắt đầu với người duy nhất sẵn sàng huấn luyện bên cạnh anh ta, Matty Metalmax. Tuy nhiên, anh sớm bị cô phản bội và trở thành kẻ bị buộc tội hãm hiếp cô. Nafumi sau đó trở nên bị phân biệt đối xử nặng nề và bị người dân Metalmax ghét vì những điều mà anh ta đã không làm. Với một cơn bão dữ dội của sự tổn thương và sự ngờ vực trong lòng, Nafumi bắt đầu hành trình củng cố bản thân và danh tiếng của mình. Tuy nhiên, do khả năng tấn công yếu ớt, vì vậy Nafumi mua một nô lệ người Tanuki trên bờ vực cái chết có tên là Raptalia để đi cùng và hỗ trợ anh ta trong các chuyến đi của mình. Sáu, Kenza no Mago, thể loại hành động hài hước phép thuật lãng mạn fantasy. Ở vương quốc Earthshine, Merlin Warford từng được coi là một người anh hùng dân tộc, được ngợi ca về cả sức mạnh lẫn những thành tích của mình. Tuy nhiên, ông thêm một cuộc sống yên tĩnh. Ông quyết định ẩn mình trong chốn rừng sâu, dành thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ mồ côi mà ông đã vô tình cứu giúp. Cậu bé mồ côi này được ông đặt tên là Shin, với kiếp trước là một thanh niên làm công ăn lương bình thường ở Nhật Bản thời hiện đại. Sau khi tai nạn và được tái sinh vào thế giới của Merlin trong khi vẫn giữ lại được những ký ức kiếp trước của mình. Nhiều năm sau trôi qua, Shin thể hiện tài năng vô song về cả phép thuật và võ thuật trước sự kinh ngạc của Merlin và những người xung quanh. Tuy nhiên, vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, Shin trước nay chỉ được dạy để phát triển những kỹ năng chiến đấu và không có gì khác, khiến cho cậu ta lúng túng cho các vấn đề khác của xã hội. Do đó, Shin quyết định chuyển đến và đăng ký vào Học viện Ma thuật của Vương quốc để trau dồi kỹ năng và đồng thời tiếp thu các kiến thức xã hội mà cậu còn thiếu. Tuy nhiên, sống một cuộc sống bình thường với cậu là điều không thể. Cậu ta được coi là người nổi tiếng gần như ngay khi mà cậu đến, vì là cháu nuôi của một người anh hùng số một vương quốc và người bà cũng không kém phần nổi tiếng. Kenza no Mago dõi theo cuộc sống của Shin Warford ở thủ đô khi anh tìm được cho mình những người bạn mới và cả người con gái mà anh yêu thương. Tìm hiểu về thế giới và chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa xung quanh cậu. Số 5. Bofuri, thể loại hành động game viễn tưởng phiêu lưu hài hước fantasy. Sau lời mời nhiệt tình từ bạn mình, Kaede Honzo miễn cưỡng đồng ý chơi thử trò chơi New World Online, một VRMMO rất nổi tiếng được hàng ngàn người chơi trên khắp Nhật Bản. Đặt tên cho nhân vật trong trò chơi của mình là Mapo, cô bắt đầu cuộc hành trình của mình. Là một người chơi mới, cô phân bổ tất cả điểm chỉ số của mình vào sức sống với mong muốn không bị tổn thương. Không có một điểm nào trào bất kỳ chỉ số nào, Mapo có khả năng phòng thủ cực kỳ cao nhưng cô lại không thể di chuyển nhanh và đánh mạnh. Do khả năng phòng thủ cao, Mapo có được những kỹ năng áp đảo như Total Defense, Potion Immunity và Devour. Với những kỹ năng này, cùng với những vật phẩm cực kỳ mạnh mẽ mà cô có được, cho phép cô ấy xóa sổ hầu hết kẻ thù trong một đòn duy nhất. Chỉ sau vài ngày chơi trò chơi, Mapo đứng ở vị trí số 3 trong một sự kiện toàn máy chủ. Nổi tiếng là một người chơi mạnh mẽ một cách vô lý. Mặc dù sở hữu nhân vật áp đảo, KD vẫn có nhiều điều để học hỏi. Thông qua trò chơi, cô gặp gỡ những người bạn mới, giúp cô hoàn thành các cấp độ và sự kiện mới. Trong các cuộc phiêu lưu của mình, cô thậm chí có thể nhận được thêm một số kỹ năng điên rồ khác. Số 4. Kuma 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 Bear, thể loại phiêu lưu hài hước fantasy. Sau khi cày cuốc VRMMO World Fantasy Online một cách hết mình trong gần một năm,
cô bé Yuna 15 tuổi nhưng giàu có nhờ đầu tư cổ kiếc, trứng chiếc, đã nhận được một trang phục gấu từ các quản trị viên của trò chơi. Bộ trang phục mặc dù hơi xấu hổ khi mặc, nhưng hóa ra lại có các chỉ số và hiệu ứng áp đảo khiến cho nhân vật của cô ấy trở nên mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Sau khi nhận trang bị gấu, cô ấy thấy mình bị đưa đến một thế giới trong trò chơi khác, khiến cô ấy không thể trở về thực tại. Bối rối và không thể đăng xuất, Yuna bắt đầu khám phá môi trường mới này. Cô giải cứu một cô bé có tên là Fina khỏi bầy quái vật sói. Sau đó cô bé hướng dẫn cô đến thành phố Cremonia. Tuy nhiên với trang phục gấu kỳ dị của mình, Yuna nổi bật ở bất cứ nơi đâu mà cô đến. Và cùng với năng lực chiến đấu được nâng cao, danh tiếng của cô ấy nhanh chóng tăng lên đến mức mọi người đặt cho cô ấy biệt danh gấu đẫm máu. Không nản lòng cho sự thay đổi này trong cuộc sống của mình, Yuna quyết định đảm nhận vai trò của một mạo hiểm giả và tận hưởng cuộc sống trong thế giới mới của mình. Số 3, Slam 300. Tạm dịch The Slam suốt 300 năm, tôi level max lúc nào chẳng hay, thể loại hài hước fantasy. Đột nhiên chết vì làm việc quá sức, nữ nhân viên làm công an lương Azusa Aizawa nhận thấy mình đang ở trước một thiên thần, người cho phép cô tái sinh vào một thế giới mới với tư cách là một phù thủy trường sinh bất lão, nơi mà cô dành cả ngày để giết lũ Slam nhằm kiếm tiền trong một kỳ nghỉ vĩnh cửu. Nhưng ngay cả điểm kinh nghiệm tối thiểu từ Slam sẽ cộng dồn lại sau hàng trăm năm, và Azusa phát hiện ra rằng cô ấy đã vô tình đạt đến cấp độ tối đa. Lo sợ khả năng mạnh mẽ của mình sẽ thu hút công việc và buộc cô ấy quay trở lại với lối sống làm việc quá sức, cô ấy quyết định che giấu sức mạnh của mình để duy trì lối sống yên bình. Bất chấp những nỗ lực của cô ấy, những câu chuyện về cấp độ tối đa, phù thủy của cao nguyên lan rộng khắp vùng đất và một con rồng kiêu hãnh có tên là Raika xuất hiện để kiểm chứng sức mạnh của bản thân cũng như là phù thủy của cao nguyên. Mặc dù Azusa đánh bại và kết bạn với Raika, vấn đề nảy sinh khi mà cả bạn và thù đều tìm kiếm nữ phù thủy ao ước sống một cuộc sống yên bình. Số 2, Mushoku Tensei Isekai Itara Honki Desu, thể loại drama phép thuật fantasy. Mặc dù bị bắt nạt, khinh miệt và bị áp bức trong suốt cuộc đời, một người đàn ông sống khép kín 34 tuổi vẫn tìm thấy quyết tâm để thực hiện một điều gì đó anh hùng, chỉ để kết thúc bằng một tai nạn thảm khốc. Nhưng trong một sự xoay vần của số phận, anh ta thức tỉnh ở một thế giới khác với cái tên Rudeus Grayrath. Bắt đầu lại cuộc sống như một đứa trẻ được sinh ra bởi hai cha mẹ yêu thương. Bảo tồn ký ức và kiến thức từ kiếp trước của mình, Rudeus nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Với tâm thế của một người trưởng thành, anh bắt đầu thể hiện tài năng phép thuật vượt quá mọi sự mong đợi, rèn giũa kỹ năng của mình với sự giúp đỡ của một pháp sư có tên là Rosie Migudia. Rudeus học kiếm thuật từ cha Paul và gặp Sylphie, một cô gái bằng tuổi anh, người nhanh chóng trở thành bạn thân nhất của anh. Khi cơ hội thứ hai trong đời Rudeus bắt đầu, anh cố gắng tận dụng tối đa cơ hội mới trong khi chinh phục quá khứ đau buồn của mình, và có lẽ một ngày nào đó anh ấy có thể tìm thấy thứ duy nhất mà anh ấy không thể tìm thấy trong thế giới cũ, tình yêu. Số 1. Tensei Shitara Slam Dataken, thể loại fantasy shonen. Satoru Mikami, 37 tuổi, là một công nhân làm công ăn lương điển hình, người hoàn toàn hài lòng với lối sống đơn điệu của mình ở Tokyo, ngoài việc chưa từng có bạn gái dù chỉ một lần trong suốt cuộc đời của mình. Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ với đàn em, anh ta vô tình trở thành nạn nhân của một kẻ tấn công trên đường phố và bị đâm. Tuy nhiên, trong khi chịu đựng vết thương của mình, một giọng nói kỳ dị vang trong tâm trí của Mikami và đọc một loạt các mệnh lệnh mà người đàn ông đang trong trạng thái hấp hối không thể hiểu được. Sau đó khi Satoru tỉnh lại, anh phát hiện ra mình đã tái sinh trong cơ thể của một Slam ở cõi xa lạ. Khi khám phá nơi này trong cơ thể mới, anh vô tình có được những kỹ năng mới, đặc biệt là sức mạnh để nuốt chửng bất cứ thứ gì, cho phép anh ta có khả năng bắt chước ngoại hình và khả năng của nó.
Sau đó, Satoru tình cờ phát hiện ra con quái vật cấp độ thảm họa rồng. Veldora đã bị phong ấn trong 300 năm bởi người anh hùng vì đã tàn phá một thị trấn thành tro bụi. Thông cảm với tình trạng khó khăn và đơn độc của nó, Satoru quyết định kết bạn với Veldora, hứa sẽ giúp trong việc phá hủy phong ấn. Đổi lại, Veldora đã ban cho anh một cái tên trong thế giới mới này là Rimuru Tempest, cung cấp cho anh ta sức mạnh cũng như là sự bảo vệ thiêng liêng. Giờ đây được giải thoát khỏi cõi trần của kiếp trước, Rimuru bắt đầu một cuộc hành trình mới mẻ với một mục tiêu khác. Khi anh dần làm quen với cơ thể mới, những cuộc gặp gỡ tình cờ cũng đầy hài hước dần thay đổi số phận của anh và cả thế giới mới này. Trên đây là top 10 anime isekai mới có main nhìn yếu ớt nhưng lại mạnh đến khủng khiếp mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video đến đây cũng là hết mất rồi. Các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!